Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng mô tô của anh Phong nha anh chị để tiếp tục cập nhật cho anh chị em mình mô tô mới về nè. Hôm nay là về khá là nhiều mô tô nha anh chị, đủ các mẫu và đủ thể loại luôn nè. Và hôm nay mình sẽ trực tiếp đồng với anh chủ cửa hàng để cập nhật cho anh chị các bạn mình. Rồi, chào anh. Xin chào tất cả anh em nha. Mình sẽ giới thiệu vài con mới về. Con đầu tiên con Su E này. Su E 150 nha anh chị. Máy còn sạch quá nè, mới rửa xong rồi. Hết bao nhiêu mấy bé? À đây là hết xăng luôn, xe vừa mới về. Con này mình sẽ để cho anh em 25 triệu. Biển 68 Kiên Giang, bao rút hồ sơ. Cảng còn đầy đủ nhưng nó hơi chầy, mình đang sơn lại một tí. Cảng đầy đủ. 25. Đúng rồi. Ở đây có rồi, 15 xe luôn anh chị. Đi 11.000 cây, xe rất đẹp, biển số 67 An Giang. Bộ này thì nó chóc tí, bộ độ. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 38 triệu. Anh em mình trong video này xem cần tham khảo mẫu ô tô nào mà liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị. Có CBR 150 nữa nè. CBR 150 này thì con ở trên kia đem đi là làm nổ máy để lâu quá nó rồi cái bếp phun. Con này thì có 28 triệu thôi. 28 triệu. Bao nhiêu hồ sơ cho anh em đầy đủ hết. Đứng Sài Gòn luôn anh em ơi. Đây, anh em mình vào trong. Những chiếc 20 mấy triệu này anh em mình nếu mà mua trả góp thì chắc hẳn là không cần trả trước đâu nha anh chị các bạn. Đó. Rồi. Con này cũng mới về. GZ 150, nó là xe 2018 biển Đà Nẵng. Con này sẽ để cho anh em 40 con này xem nào. Để cho anh em 48 triệu đi. 48 triệu thôi. 28. Cản thùng tựa lưng còn đầy đủ nha anh em. Anh em nào cần xem chi tiết xe nào mình dạng liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị. Để được coi xe chi tiết ha, cửa hàng có ship xe cho anh em ở xa nha anh em. Rồi anh em mình vào trong này có xe mới về nữa. Rồi anh chị nào mà có nhu cầu tham khảo những mẫu ô tô thì mình cũng liên hệ luôn nha, cũng như là có thể đến địa chỉ để mình xem 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Để trực tiếp xem xe luôn. Su GD bán cho ông chú mấy hôm ông kêu bé quá ông bán lại. Con này 17 triệu, Su GD 110. 110. Đúng rồi. 17 triệu biển số Tây Ninh. Con này lên 2 tháng đĩa. Đó. Ở đây có mẫu này nữa. Cái thùng là để đồ luôn nè. Mẫu này mẫu Fusan 200 của Ấn Độ. ABS đầy đủ. Để cho anh em 25 triệu đi. 25 triệu. Khá là mềm anh em ơi. Rất mềm. 25 triệu bao hồ sơ đầy đủ nhé. Rồi, đó. Ở đây có beo 500 mới về. Kỳ beo 500 nhập Thái nha anh chị. Kiểu dáng ngồi rất là thoải mái luôn. Con này nó là 2023 mà chạy có 1.000 cây biển Sài Gòn. Và con này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 159 triệu. Anh em lưu ý là đề cao đề mới nha anh chị, led nha. Mà nó đi có ngàn cây à? Đi mới có ngàn cây nữa chứ. Đi ngàn cây. Rồi, anh em mình cập nhật thêm về R15 nha. Rồi, đây R15 còn rất là nhiều luôn nha anh chị. Đúng rồi. Con đầu tiên đi 1.400 cây. Thì con này sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 47 triệu. 47 triệu. Con tiếp theo thì nó là biển số 65 của Cần Thơ. Con này đi 6.000 và sẽ để cho nhà mở mức giá là 41 triệu. Con tiếp theo nữa, con này biển số con này đang rút hồ sơ 2022, đi 10.000 cây, 43 triệu. Còn tiếp theo, màu đen, biển 78 của Phú Yên, con này có 39 thôi, cũng là 2022, nhưng mà con này chạy 20.000 cây. R15 V3 thì rất nhiều. Giá thì thấp nhất bao nhiêu anh? Thấp nhất bữa này là 31, 31 cao nhất triệu là 47. Anh. Rồi, con màu đen này, con màu đen này cũng đang rút hồ sơ và đang có mức giá là 41 triệu. 41 triệu thì xe nó chỉ đi vài ngàn thôi.
Con này đi 6.000, biển số Bình Dương. Con màu đen đây là biển số 47 Đắk Lắk, chạy được 9.000, 38 triệu. Rồi, có đèn nhám luôn này, để cao luôn. Con này biển số 68 của Kiên Giang, 2022. Đi 17.000 cây và sẽ để cho anh em 40 triệu. Rồi, con tiếp theo, con này biển 60 của Đồng Nai. Con này chạy hơn 10.000, giá 41 triệu, cũng là xe 2022. Rồi, dạ, anh em mình lên trên nhé. G15 này lại đem hết lên trên rồi. G15 còn rất là nhiều nha, anh em nào fan G15 này nhớ cho em xin một like nha anh em. Cũng như là anh em nào chưa đăng ký kênh, bấm vào nút đăng ký kênh ha, nhấn chuông. Đó, em sẽ liên tục cập nhật cho anh chị các bạn mình khi có video mới sẽ cập nhật về máy anh chị các bạn mình sớm nhất nha. Đó, đầu tiên luôn. Đó, anh chị mình nhớ đăng ký nhấn chuông nha anh chị. Anh sẽ cập nhật phân khúc 150 đi, cũng như là 155 này. G15 V3 ở đây thì rất nhiều luôn. Đấy, con đầu em. Tiên. Đây, con đầu tiên khu vực này sẽ là con biển 60 Đồng Nai. Con này thì nó chạy được 8.000 cây và giá là 39 triệu. Đấy. Con tiếp theo bên kia thì nó là biển số 59 của Sài Gòn. Con đó nó chạy được con này chạy 8.300 cây, 39 triệu. Ở đây có màu xanh nữa. Màu xanh này 41 triệu. Đi 11.000 cây, cũng là xe đời mới màu xanh bạc. Rồi. Số lượng xe khá là nhiều anh em mình xem chưa rõ chi tiết mình thông cảm nha anh em. Anh em mình cần xem cái xe nào biển số nào mình liên hệ qua số trên màn hình được coi lại. Rồi, để mình bật cái điện lên phát. Dạ. Nó hơi tối để được mình xem xe chi tiết lại một lần nữa nha anh chị. Đó, anh em mình thích cái biển nào á mình liên hệ. Nhiều lắm, G15. G15 thì bạc ngàn rồi. Đây. Chiếc này biển 48 Đắk Nông. Đi 14.000 cây. Giá là 41 triệu 2022. Rồi, đây nữa. Con này biển 67 An Giang, đi 1.700 cây, giá 47 triệu. Con tiếp theo. Con này biển số 59 của Sài Gòn. Đi được 11.000 cây, 38 triệu. Con này đi được 7.000, biển 94, 40 triệu. Trong này rất nhiều. Hôm nay chắc kính luôn anh chị ơi. Chợt này cũng hơi khó quay một tí anh em. Con này đi được 16.000 cây, biển 86 Bình Thuận, 38 triệu. Xe 2020. Con bên trong là 2021. 2022. 41 triệu. Con này chỉ đi hơn 10.000 thôi. Nếu tầm tiền này thì toàn là xe đi ít. Đi 10.000 cây. Rồi, này, con cam này biển số 69 Cà Mau, cũng là xe 2021. Và con này thì sẽ để cho anh em là con này để cho anh em là nhiêu ta? 39 triệu 2021. Rồi. Con này dán tinh trùm hay là sơn nha anh? Con này là sơn. Con đây biển số 67 luôn. Con này cũng 47 triệu, đi có 1.800 cây thôi. 1.800 cây. Dạ. Nói chung là ô đô là bao chuẩn chỉ cho anh em hết. Rồi, ở đây có một chiếc biển số 67 của An Giang. Hết bình. Con này 38 triệu, đi 9.500 cây. Con kế bên là 34 triệu, con đấy biển 71 Bến Tre. Đi được khoảng 40.000. Đây anh em. Đủ mẫu, đủ giá luôn ha. Rồi, con này biển 83 của Bình Phước. 83 của Sóc Trăng. Con này chạy được 20 mấy ngàn ấy. 25.000, 37 triệu. Rồi. Con bên đây biển 59 của Sài Gòn. Con này 37 triệu. 37 triệu. Con này nếu mà 37 triệu nó chạy được khoảng cỡ hơn 10.000 cây. Rồi. Con màu xanh dán tem chùm kia biển Bình Dương, con đấy đi được 14.000, 39 triệu. Rồi. Con màu vàng đây đi 50.000 cây, 34 triệu 29. Rồi. Con này thì nó là đang rút hồ sơ. Con này thì sẽ để cho nhà 43 triệu, đi 5.000 cây. Rồi, bên trong này nữa.
gọi là bạt ngàn R15. Rồi, nói chung là nếu mà quay một loạt như này nhiều khi anh em cũng khó xác định được con nào lắm. Đấy. Ví dụ mà anh em mà thích cái xe mà tầm bao nhiêu tiền mà muốn đi tầm bao nhiêu ngàn cây chẳng hạn. Dạ. Yeah. Nhắn tin qua mình chụp mẫu. Ok. Con này biển số Sài Gòn đi 12.000 cây 38 triệu. Con đây 36. Con này đi 41.000 cây biển Bình Phước. À, con màu đen. Con màu đen này thì nó là biển 94 của Bạc Liêu, 36 triệu. Con này đi hơn 30.000 cây. Rồi đây nữa. Con này biển 69 của Cà Mau, 36 triệu. Con này đi hơn 30.000. Con này thì 35. Con này biển 68 Kiên Giang, chạy 39.000. Đó, tầm giá là 40 thôi anh em, mình cầm 40 là tha hồ lựa G15 luôn em. Con này biển 70 Tinh Ninh, con này đi có 2.000 hơn thôi. Con này thì đang có giá là 44 triệu đen nhám 2020. Rồi. Trên này nữa. Con này đi có xem nào. Này đang rút hồ sơ. Này 37 triệu. Hết bình luôn. Con này nhớ là nó chạy đâu được hơn 20.000 và 7 triệu. Rồi, bên đây nữa. Con này cũng đang rút hồ sơ luôn. À, con này có sẵn hồ sơ rồi, 36 triệu đi 16.000 cây. Đấy, rồi, con này. Con này biển 68 của Kiên Giang, 36 triệu. 29 rồi, bây giờ giá rất mềm. Rồi. Con vàng đen này là biển Kiên Giang, chạy được mười mấy ngàn. Con này 16-17 ngàn, 36 triệu. Rồi. Con xám bạc con này là rẻ nhất, con này là 31 triệu. Con tiếp theo, con này 2020 đi được 33.000, 37 triệu. Con tiếp theo đây biển Long An, con này 38 triệu thì nó chỉ chạy được khoảng cứ mười mấy ngàn. Alo ạ. Rồi, tiếp tục. Con này 2020 anh em gọi lại, nhưng mà biển 48 anh em gieo. Con này biển 48, con này đi được 9.300 cây, 38 triệu. Rồi, con tiếp theo biển 83 của Sóc Trăng, con này thì con này biển 83, con này 38 triệu. 29 nha anh em, đi được 21.000. Rồi 2020 nè, đang rút hồ sơ luôn nè. Còn bên đây thì đang rút hồ sơ 38 triệu. Con này chắc thì cũng phải đi được khoảng có mười mấy ngàn chứ không đi nhiều. Hết bình. Rồi. Còn tiếp theo, con này biển Sài Gòn phải. Biển Gia Lai, con này đi 27.000, 36 triệu. Rồi. Còn đây. Còn đây biển 84 của Trà Vinh, 38.000 cây, 37 triệu. Rồi. Tiếp đến nữa, 29, 37 triệu, biển Sài Gòn đi 15.000 cây. Còn độ bô xăng lửa, con này 33 triệu, độ bô xăng lửa 29 chạy 42.000. Rồi. Còn đây thì biển 37 Nghệ An đi 10.000, giá 38 triệu. Còn đây là biển 67 An Giang, đi 6.200 cây, 39 triệu. Màu đen này đi 8.100 cây, 38 triệu, biển 67 An Giang. Rồi biển 67 An Giang tiếp, con này chạy có 4.000 cây, 41 triệu. Đây. 29. Rồi tiếp theo biển 47 Đắk Lắk, con này đi được 24.000 cây, 36 triệu. Rồi đây có một con đen nữa. Con đen 37 triệu. 37 triệu nha anh em. Đó.
G15 thì anh em nào có quan tâm xem G15 à? Mình cần xem chi tiết xe nào á, mình có thể nhắn cho qua số màn hình nha anh chị các bạn. Đó, mình sẽ xem Odo đi khoảng bao nhiêu nè, giá tiền bao nhiêu thì ảnh sẽ gửi chi tiết cho anh em mình xem mẫu xe đó ha. Anh em mình quay tiếp. Còn phía trên nữa đúng không anh? Ui, còn nhiều lắm. G15 khá là nhiều luôn anh chị các bạn ơi, trên lầu nữa nè. Rồi, khu vực phía trên nè anh chị ơi. 67 An Giang, 41 triệu. Đấy, con này đi được 21.000 cây. À đâu? 39 triệu, 22. Đấy, còn con này thì giá của nó chỉ có 47 thôi, đi có 1.400 cây, có sẵn hồ sơ rồi. Đấy, còn xe mới thì còn 1, 2, 3 con. 56 triệu bao VAT. Đấy, còn những cái dòng xe khác thì mình sẽ cập nhật cho anh em vào video sau. Dạ. Nói chung là xe rất nhiều. Cảm ơn okay. anh em. Ok. Cảm ơn anh. Đấy, ngoài ra thì bên cửa hàng còn rất là nhiều mô tô khác nhau nha anh chị các bạn. À, anh chị các bạn mình nếu mà có quan tâm mô tô nào thì mình cứ để lại bình luận mạnh bên dưới nha. Và nhớ cho em một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nha anh chị. À, em sẽ liên tục cập nhật cho anh chị các bạn mình xem nè. Đó, thì em xin kết thúc video tại đây nha. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.